Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin buổi sáng à, ngày mùng 14 tháng 10 năm 2024. À, vào buổi sáng ngày hôm nay thì giới TV sẽ chia sẻ với các bạn là viên nếu liệu rằng có mở ghép tăng và xác nhận 1265 là cái vùng đáy trong ngắn hạn trong thời gian vừa qua. Và như vậy thì các bạn có thể thấy được là à, cũng đã trải qua được những cái uh, địa thời điểm bắt đáy là 1184 À, ở một cái vùng là à, 1238 1245 đó là vùng đẩy thứ hai và vùng đẩy thứ ba lại là 1265 liệu rằng những cái chia sẻ của dự ITP trong thời gian qua ở những cái thời điểm đây chúng ta đã bắt đáy và đã mang lại cho các bạn những lợi nhuận ra sao và liệu rằng trong tuần mới này sẽ là một cái tuần mà à, có những nhóm cổ phiếu nào sẽ xanh tím đầu tiên thì các bạn hãy cùng với dự ITP à, bắt đầu cái xem video này các bạn nhé. Và trước khi bắt đầu thì các bạn hãy cho dự ITP một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh. Hiện tại thì dự ITP đang công tác tại công ty chứng khoán SI dự ID là 2771. Nếu các bạn nào cần có những cái mã tài khoản à, mở cái tài khoản à, SI thì các bạn có thể quét cái mã qr code ở phía trên màn hình à, phía trên để chúng ta mở tài khoản à, chứng khoán SI các bạn nhé. Ai đang có ID thì nhớ liên hệ với dự qua số điện thoại. À, 0708 245 247 để uh, chúng ta đồng hành cùng với nhau trong cái thời gian sắp tới. Và đồng thời khi các bạn uh, tham gia và đồng hành cùng với giới các bạn sẽ có những cái lợi thế đó là gì? Các bạn download được app chứng khoán ITP ở trên hai nền tảng Apple Store và Google Play nơi mà sẽ mang lại cho các bạn những cái tín hiệu khách quan và đơn giản à, có uh, những cái tín hiệu ở trên điện thoại nó sẽ bảo cho các bạn điểm mua, điểm bán, điểm chốt lời à, và tối ưu hóa lợi nhuận như ra sao à, và bên cạnh đó thì khi các bạn đang cần những cái thời điểm mà chúng ta tham gia và cần sử dụng margin trong cái xu hướng uptrend, xu hướng tăng như dưới ITB đã chia sẻ thì các bạn sẽ có những cái cơ hội đó là à, mở cái tài khoản gem với margin 28 à, dưới ID BR 8349 thì các bạn sẽ có nhiều cái cơ hội hơn để chúng ta đồng hành ví dụ các bạn có 1 tỷ thì các bạn có à, sức mua đến 5 tỷ, chung sức mua tương tài khoản và đặc biệt rằng khi các bạn đồng hành cùng với dưới ITB thì các bạn sẽ có được tham gia cái uh, mở tài khoản SI thì các bạn có tham gia cái uh, sử dụng uh, tài khoản Gem với uh, 4 triệu một hợp đồng phải sinh và các bạn sẽ có những ưu thế lợi thế của các bạn uh, khi các bạn đồng hành cùng với GTV. Các bạn biết khi nào thị trường lên, giảm, xuống, tăng để các bạn có cái cơ hội biết được đi theo xu hướng. Và ngày hôm nay thì GTV sẽ phân tích uh, ngắn gọn về vn và các cái nhóm cổ phiếu mà GTV tin rằng là sẽ có một trong đó có nhóm chứng khoán các bạn nhé. À, nếu các bạn nào yêu thích những video này các bạn hãy cho dưới TV những lượt like những lượt chia sẻ những lượt uh, trái tim màu tím và chúc các bạn có một cái tuần mới giao dịch thành công và hiệu quả còn và, uh, vào những thời điểm này thì uh, có lẽ rằng ai cũng hỏi về vn index đúng không ạ thì vn index ngày hôm nay sẽ như thế nào uh, về mặt vn index thì uh, như giới TV chia sẻ với các bạn thì uh, uh, nhắc lại một tí xíu nữa đó là giới TV đã chia sẻ với các bạn đó là những cái điểm mua bắt đáy uh, một trong những cái uh, điểm mua đó là 1184 1238 1245 và 1265 như tuần trước thì mình đã chia sẻ với các bạn cuối tuần. Và tuần này mình sẽ chia sẻ là trong sáng nay lại là một cái phá hở ghép vượt qua cái vùng là 1295 thì mình chỉ chia sẻ với các bạn rằng là VN-Index sẽ nở hoa. Và cái hiện tại thì các bạn cũng đã biết được đáy của VN-Index thấp nhất trong vòng uh, 17 bảy ngày qua nó đang nằm ở 1265. Và cái đỉnh đang là ở 1302 Cho à, là 1303 đi các bạn Thì mình tin rằng à, Ngày hôm nay các bạn sẽ thấy Một cái phá hở ghép tăng à, Đi lên để các bạn nhìn thấy được là Thị trường sẽ tiếp tục phá đỉnh Và ít nhất trong cái phiên Giao dịch ngày hôm nay thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là Chúng ta có đến à, Chúng ta có hai phiên đầu tuần Nó tăng pha 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 Cho nên các bạn mình tin rằng đó là những cái phá, phá đỉnh Sẽ nâng các cái vùng đáy đi lên rất là nhiều sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy được những cơ hội của chúng ta trong cái thời gian sắp tới khi các bạn thấy rằng phá đỉnh 1295 bạn nào tin rằng ngày sáng nay mở cửa ra phá đỉnh 1295 và tiếp tục đà tăng phá đỉnh luôn 1303 thì các bạn hãy comment vào à, phía sau video này các bạn nhé và giữa ITP điên rằng đây là một cái động lực của thị trường mở ghép với bỏ tăng thì tất cả những nhà đầu tư đang nghi ngờ và với một cái khối lượng à, cạn lực cung ra rồi sau khi đã cạn lực cung và đang có những cái lực cầu tham gia rất là tốt ở quanh vùng là 1265 1270 thì mình tin rằng 1265 là đấy. Có bạn nào tin là 1265 là đấy hãy comment sau cái video này các bạn nhé. Còn chỉ với dự ITB mình tin rằng thị trường trong tuần này sẽ vượt 1300 và như vậy thì uh, các bạn sẽ nhìn thấy được những cái cơ hội của chúng ta uh, trong cái thời gian sắp tới bởi vì mình tin rằng cái cái ghép 1295 sẽ được phá trong buổi sáng ngày hôm nay. À, bạn nào cùng quan điểm với dưới ITB thì à, các bạn hãy à, cho dự ITB những lượt like những lượt chia sẻ và đồng thời chúng ta đồng hành với nhau ở trên à, thị trường chứng khoán bằng cách là mở tài khoản các bạn nhé Và những thời điểm này thì à, có nhiều bạn mà có chia sẻ rằng là à, em đang còn tiền mà muốn à, hiệu quả hơn à, Thì trong cái app trên này sử dụng thế nào? Đó chính là mở cái app game, download cái app game các bạn à, Và mở cái app game ở trên... À, À, trên, trên điện thoại mà chúng ta có thể sử dụng được ngay luôn các bạn hiệu quả nạp tiền vào các bạn nạp vào 1 tỷ các bạn có sức mua 5 tỷ luôn và thực hiện ngay cho dự TV và sau đây là những cái nhóm cổ phiếu mà dướitivi tin rằng sẽ tạo ra cái xanh tím đầu tiên à, các bạn nhé à, và những thời điểm này thì à, có lẽ rằng là các bạn sẽ nhìn nhận lại vấn đề là giữa TV vẫn nghiêng về những cái cổ phiếu chứng khoán và cổ phiếu bất động sản hai nhóm sẽ tạo ra những cái sức mạnh xanh tím đầu tiên liệu rằng những cái cổ phiếu nào sẽ vượt đỉnh và trong những cái cuối phiên của cái phiên à, à, AT, à, ATC thì nó cũng đã có những cái đà tăng rất là mạnh và với những cái dấu hiệu của báo cáo tài chính của nhóm bất động, à, nhóm chứng khoán rất là tốt trong thời gian qua nó sẽ có một cái phá bất tốc Lên liệu rằng là những cái cổ phiếu nào sẽ phá đỉnh chúng ta cùng đi xem các bạn nhé với cổ phiếu HCM giữa vẫn đang à, tiếp tục nắm giữ với một cái danh mục các bạn có thể thấy được là cái danh mục của GITB trong tuần qua thì đã có một cái lợi nhuận tăng từ 184% lên đến 213.6% tổng cái lợi nhuận của các cái doanh mục của các bạn. Thì các bạn sẽ thấy được là vào những thời điểm này thì chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu như HCM, JTB hiện tại đang lãi là 30%. Liệu rằng có mục tiêu là 40 cho giữa ITB trong thời gian sắp tới hay không? Chúng ta sẽ cùng xem xét và cùng chia sẻ với các bạn nhé. Vào những thời điểm này thì chúng ta sẽ xem lại các cái cổ phiếu chứng khoán nó sẽ diễn ra như thế nào như cổ phiếu HCM thật ra thị trường chỉ vượt 1 ngàn 3 khi không ai tin và đã bán hết hàng ở vùng 1265 1270 rồi cho nên khi mà bán ở đó vùng đó ra thì mình tin rằng thị trường của các bạn đã đi trôi qua một khoảng thời gian khá dài à, các bạn có thể thấy được là sau khi à, à, nó kéo qua vượt đỉnh à, trong cái thời gian vừa qua thì các bạn có thể thấy rằng nó giỏi lắm sẽ test lại quanh cái vùng giá 30.95 rồi nó sẽ tiếp tục phi lên các bạn nhé vì bởi vì cái đỉnh trong ngắn hạn của nó là đang là 31.8, mình tin rằng nó sẽ vượt 32, nó sẽ phá đỉnh và phá luôn cái thế khách sạn à, hút giá trong uh, khung tuần. Cho nên đây là một cái điều đặc biệt mà có lẽ rằng là uh, lần thứ ba quay trở lại với 31.8, mình tin rằng nó sẽ phá đỉnh các bạn nhé Cho nên sẽ tạo ra một cái cú bứt phá tiếp tục. Cho nên các bạn cũng không phải quá lo lắng. Đây là cổ phiếu HSM. Uh, khi mà DTV đã bắt đáy với các bạn trong cái thời gian qua ở ở uh, uh, ở vùng giá 24 còn nếu bạn nào đã sử dụng tết cộng thì có lẽ rằng là các bạn vào app chứng khoán ITP thì các bạn cũng có thể thấy được là các bạn cũng có những cái cơ hội để các bạn uh, tham gia những cái nhịp tết cộng. Đây, ví dụ như các bạn uh, tham gia vào nhịp tết cộng các bạn nhớ mở tài khoản chứng khoán các bạn nhé. À, uh, dưới ID uh, 2771 thì mới có những cái tín hiệu này. Uh, các bạn có thể thấy là ở cơ sở thì các bạn xem lệnh đã đóng ví dụ như HCM uh, thì đã có những cái lệnh tết cộng thì các bạn có thể thấy được là à, đã có những cái lệnh tới cộng là mua ở ngày à, 13 tháng 9 đúng không? Nhưng mà chốt lại mùng 3 tháng 10 ở 30.7 4.1% rồi. Trước khi nó đi, nó đi xuống gần vùng 30 đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy đây là những cái thời điểm thậm chí rằng những ai đang nắm giữ ở những vùng này vẫn tiếp tục nắm giữ. Còn với giữa ITB thì nắm giữ ở vùng giả 24 vẫn tiếp tục nắm giữ các bạn nhé. Cho nên các bạn nhớ cài app chứng khoản ITP để các bạn nhận được những tín hiệu gói VIP 2, VIP 1 à, trong thời gian sắp tới sẽ mang lại cho các bạn nhiều cái cơ hội hơn. À, tiếp theo là một cái cổ phiếu nào là trong à, thời gian sắp tới thì à, các bạn sẽ thấy được sự tự tin hơn ví dụ như cổ phiếu à, cts thì chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì à cts thì à, các bạn có thể thấy được là để đi tăng lên được thì nó cần phải vượt qua cái vùng đỉnh mà nó chính là vùng à, giá bốn mươi hai các bạn nhé <laughs> cái vùng đỉnh của nó là giá bốn mươi hai thì các bạn sẽ thấy được nó sẽ tạo ra một cái nhịp tăng mới à, cho thị à, cho cổ phiếu cts à cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu vci à, thì đây là một cái cổ phiếu mà mình tin rằng là những ai đang tham gia cổ phiếu như VCI có cái cơ hội mua các cái cổ phiếu và các bạn cũng có thể thấy là khi những cái vùng hỗ trợ của nó đang là cái vùng à, 36.5 không bị không bị mất thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ vượt qua phá thế khách sạn ở vùng 37.2 và sẽ phải vượt qua cái vùng giá là 38.5 thì lúc đó nó sẽ phi lên mạnh hơn rất là nhiều các bạn nhé Đây là những cái à, cổ phiếu có những cái xu hướng là phá thế khách sạn thì các bạn chờ xem nó có phá thế 37.2 hay không thì nó sẽ uh, quay trở lại với những bộ vùng phía trên và chúng ta cũng đã có những cái vùng giữ ở vùng 33.5 rồi còn cái việc mà uh, tại sao uh, mọi người phải nắm giữ được những cái cổ phiếu chứng khoán ở trong tài khoản của mình bởi vì các mình tin rằng đó là những cái điều mà uh, các bạn sẽ nhìn thấy <cười> <cười> khi vn index <laughs> vượt qua 1283 cuộc đời nó sẽ nở hóa rồi các bạn đó uh, giữa ITV cũng đã chia sẻ với các bạn thôi Cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu như là SSI Thì các bạn cũng có thể thấy được là cái vùng đỉnh ngắn hạn Nó đã tạo ra quanh cái vùng giá là 28.4 Thì chỉ cần vượt qua 28.5 thôi Thì các bạn sẽ thấy được là Nó quay lên một cái pha gọi là Các bạn nhìn thấy là nó vượt qua vùng giá 28 Thì phá thế khách sạn hút xuống luôn Các bạn nhé Cho nên vào những thời điểm này thì các bạn sẽ thấy được là Trong ngắn hạn nó sẽ phá thế khách sạn Ở quanh cái vùng là 27.8 và từ đó thì nó sẽ vút lên để vượt qua vùng 28.5, tạo cho chúng ta những cái cơ hội mới trong cái thời gian tới. Nhưng ai đang là cổ đồng viên của các cái, thà, cổ đông của các cái công ty chứng khoán với những kết quả kinh doanh trong thời gian tới rất là tốt thì sẽ được công bố thì các bạn sẽ nhìn thấy nhiều cái sự kỳ vọng hơn. Và những ai đang là cổ đông của các cái nhóm cổ phiếu bất động sản, mình tin rằng tuần này các cổ phiếu bất động sản cũng sẽ chạy các bạn nhá. Cho nên là để chi tiết hơn và chia sẻ với các bạn nhiều hơn thì các bạn nhớ liên hệ với dưới ITP qua số điện thoại 0708 247 Để chúng ta đồng hành cùng với nhau càng sớm càng tốt Để chúng ta biết được những những pha bắt đáy đỉnh cao Để mang lại cho chúng ta một cái danh mục uh, lợi nhuận uh, lên tới là Hiện tại thì uh, kết thúc tuần vừa rồi thì đang là 213% Mình tin rằng trong tuần này thì cái cơ hội này của của cái lợi nhuận của mình Sẽ lên tới 250% các bạn nhé Các bạn hãy cùng đoán cùng với dưới ITP uh, Để chúng ta có những cái cơ hội để chúng ta đồng hành cùng với nhau và với những cái điểm mua rất là tốt ví dụ như VCI đang ở 33.5 rồi à, các bạn thấy VGS thì đang ở 30.5 à, GVR 30.1 các bạn thấy SSI ở 24.2 hay là HCM ở 24 đang mang lại chúng ta rất là nhiều lợi nhuận thì mình tin rằng là những nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán sẽ là những nhóm cổ phiếu sẽ mang lại niềm vui cho các cổ đông à, đang nắm giữ. Có những ai đang là khách hàng đây đang là những người nắm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán hãy thả tim cho giữa ITV. hãy chia sẻ cái video này để nó lan tỏa tới à, các anh chị em khi mà mọi thứ đang trong trong nghi ngờ thì thị trường sẽ vượt ngàn ba khi mà mọi người không còn nghi ngờ nữa thị trường sẽ vượt ngàn ba các bạn nhé bởi vì à, chúng ta đã năm lần sáu lượt chạm tới ngàn ba Mà lần thứ bảy này mình tin rằng nó sẽ vượt có bạn nào tin lần lần thứ bảy này nó sẽ vượt ngàn ba không ạ các bạn hãy comment cùng với dưới vào ở trong video này nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngắn này rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ video này cho những lượt like, những lượt chia sẻ và đăng ký kênh các bạn nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một tuần mới giao dịch thành công và hiệu quả.